hôm nay thì bọn cháu đã thi công cho chú là hai cái đèn năng mặt trời, một cái là 300W, một cái là 200W. Cái 300W thì bọn cháu lắp ở sân vừa. Chú cho cháu xin ý kiến góp ý của chú là công tác tư vấn trước khi thi công và cái công tác chuẩn bị trong lúc thi công thì là chú có hài lòng về cái chất lượng dịch vụ hay không, hay là chú có cái góp ý này nào thì chú cho bên cháu xin cái góp ý để bên cháu cải thiện dịch vụ bên cháu. Đối với lại cái đèn năng lượng mặt trời này thì nó đã xuất hiện ở đất nước Việt Nam rất là lâu. Đó, trước khi chú lắp đặt thì chú đã tham khảo ý kiến và đã đi rất là nhiều cửa hàng, và đặc biệt là khi biết cửa hàng của các cháu có bán hệ thống đèn năng lượng mặt trời cũng như là camera giám sát tại nhà, thì qua tìm hiểu và qua cái tư vấn của các cháu thì chú rất là ưng ý, đặc biệt là trong ngày hôm nay, buổi chiều hôm nay các cháu là tổ chức lắp đặt thi công tư vấn, và đến giờ hôm nay thì kết quả nó rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng là cái công tác là bảo dưỡng bảo hành thời gian tới là tiếp tục được cái công ty phát huy để làm sao bán được những cái sản phẩm tốt, chất lượng và hiệu quả, để làm sao giúp cho người sử dụng tiết kiệm hiệu quả nhất về cái năng lượng, nhất là mình không phải dùng điện lưới quốc gia mà mình tận dụng cái nguồn năng lượng mặt trời sẵn có, và đây là một cái xu hướng tất yếu rồi. Mong rằng các cháu tiếp tục để làm sao cùng đồng hành với những người mà có ý tưởng lắp đặt tới đây. Đấy. Vâng ạ. Thì đương nhiên là tất cả những cái sản phẩm điện tử nói chung thì không tránh khỏi những cái mà lỗi lầm hay là như thế nào đấy. Về tất cả những cái sản phẩm, những cái hãng nổi tiếng hay như là những cái bên dịch vụ, chắc chắn là trong những lúc phục vụ hoặc là những cái sản phẩm nó có điều thiếu sót thì mong chú là góp ý kịp thời cho bên cháu. Và trong những cái sản phẩm này thì bên cháu đang bảo hành cho chú đã 3 năm trong suốt quá trình sử dụng. Nếu mà gặp vấn đề gì về lỗi kỹ thuật thì chú báo ngay cho bên cháu để bên cháu kịp thời là hỗ trợ chú về sửa chữa. Hết thời gian bảo hành thì bên cháu vẫn hỗ trợ chú sửa chữa, có trả phí theo dịch vụ. Rồi, chứ một lần nữa thì thay mặt những người đã sử dụng đèn năng lượng mặt trời, rất cảm ơn cái sự hỗ trợ của công ty cũng như là cái tư vấn, cũng như là cái quá trình lắp đặt. Một lần nữa để chúc các cháu là tiếp tục bán những sản phẩm đạt chất lượng tốt để người tiêu dùng tin tưởng và tiếp tục đồng hành. Cảm ơn chú ạ. Rồi, chúc mừng nha. Xin chào các bạn, đây là chú Thịnh ở xóm 12 Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định, đã sử dụng cái dịch vụ là đèn năng lượng mặt trời của Diode. Và đây là chú đã có một số lời chia sẻ về cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng dịch vụ phục vụ của Diode. Đây là chính là cái sản phẩm mà Diode đã thi công cho chú trong ngày hôm nay. Đây là sản phẩm ngoài trời có công suất 300W. Và phía trong này đây là cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời 200W chú đã quyết định là lắp ở khu sân giếng, nhà vệ sinh, nhà tắm, khu vực hành lang, khu bảo vệ của gia đình. Công suất thì cái này 200W. 200W. Đây là sản phẩm 200W. Rất là sáng, toàn bộ. Bây giờ gần như là nhà mình không phải tiêu tốn tiền điện hàng tháng, đúng rồi. Chỉ mất tiền đầu tư ban đầu thôi. Thì bây giờ chúng gia đình mình có thể. Thực ra thì chú sống ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cơ quan công ty của chú đã xài cái này đã được gần chục năm rồi. Và từ hồi nó mới ra cơ. Đây là cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời có thể là điều khiển tự động hoặc là có thể bật tắt bằng tay các bạn nhé. Chúng ta có thể là tắt này, chúng ta bật lên này, hoặc chúng ta hoàn toàn có thể để chế độ tự động. Khi trời tối đèn nó sẽ tự sáng, vào ban ngày đèn nó sẽ tắt đi để nó sạc pin. Đèn này có công suất 200W và tấm pin rất là lớn, có thể là sạc ban ngày dùng xuyên đêm được các bạn nhé. Mùa đông các bạn hoàn toàn yên tâm về cái đèn này, bởi vì là nó có tấm pin rất là lớn, kích thước 40-60, cho nên là nó đủ khả năng sạc cho các bạn. Nếu đang có nhu cầu về sản phẩm camera an ninh, đèn năng lượng mặt trời, hãy truy cập vào website diode.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0858 218 333 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.